các bạn. Hôm nay là 28 Tết rồi các bạn. Buồn quá nên ghé chùa Quách Thế Duôn cho cây quả cho cả ơi. Nhớ nhà quá. Mấy năm rồi không được về ăn Tết với quê nhà. Buồn lắm các bạn ơi. Mời các bạn xem video nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you.
Bye bye everyone. See you later. Bye bye.